quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ở đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Tiểu sử Ribi Sachi, mỹ nhân đồng sáng lập nhóm hài Pháp TV có 10 triệu người theo dõi đầu tiên ở Việt Nam. Nhóm hài đình đám Pháp TV vừa chính thức đạt được 10 triệu lượt theo dõi kênh và trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam nhận được nút kim cương của YouTube. Thành tích trên đã ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhóm trong suốt 5 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là sự góp sức của các thành viên kỳ cựu như Đức Viễn, Vinh Râu, Huỳnh Phương, Thái Vũ và Ribi Sachi. Ribi Sachi chính là thành viên nữ lâu năm và là người đồng sáng lập ra Pháp TV. Cô tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990 và từng tốt nghiệp ngành quản lý giáo dục của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sở hữu ngoại hình cuốn hút, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ribi Sachi đã tham gia làm người mẫu ảnh cho các nhãn hàng, cửa hàng thời trang. Đồng thời, cô cũng được mời diễn xuất trong nhiều MV ca nhạc của Khánh Phương, Hồ Việt Trung, Chi Dân, Lý Hải. Sau khi hoàn thành xong chương trình học văn hóa, Ribi Sachi không theo đuổi lĩnh vực mà mình được đào tạo, mà quyết định cùng một số người bạn lập ra kênh Pháp TV. Ở ngay những sản phẩm đầu tiên, Ribi Sachi đã gây ấn tượng cho khán giả bởi cách diễn xuất hài hước, tự nhiên. Dù mang dáng vẻ của một cô tiểu thư dịu dàng mong manh, nhưng sau đó, Ribi Sachi không ngại đóng những vai đanh đá, ghê gớm để thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của bản thân. Không thể phủ nhận chính vẻ xinh đẹp và tài năng của Ribi Sachi đã giúp cho Pháp TV thu hút được không ít cộng đồng mạng. Ngay thời điểm năm 2016, trang cá nhân của cô cũng đã thu hút hơn 1 triệu lượt theo dõi. Năm nay Ribi Sachi đã tròn 29 tuổi, nhưng vẫn được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung, không kém các hot girl 10X. Dù hoạt động nghệ thuật sôi nổi, nhưng sau ánh hào quang, Ribi Sachi là người sống khá kín tiếng, chưa một lần công khai bạn trai. Không đi theo hướng sexy như các diễn viên nữ ở những nhóm hài khác, Ribi Sachi vẫn được khán giả quan tâm bởi ngoại hình cuốn hút và khả năng diễn xuất đa dạng, tự tin. Pháp TV, nhóm hài đầu tiên của Việt Nam đạt nút kim cương YouTube. Từ những ngày đầu phát lương 50.000 một người mỗi tháng, đến hiện tại thành viên nào trong nhóm cũng trở nên siêu hot. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cho nội dung và hình ảnh, cộng thêm sự xuất hiện của dàn diễn viên ấn tượng là điểm cộng cực lớn giúp cho team Pháp TV nhận về sự ủng hộ từ đông đảo khán giả và người hâm mộ. Cũng từ Pháp TV mà hàng loạt các tên tuổi như Vinh Râu, Thái Phủ, Huỳnh Phương, Trịnh Thảo, Ribi Sachi nổi lên như diều gặp gió. 5 năm không phải là khoảng thời gian quá lâu, nhưng đủ dài cho những cống hiến và nỗ lực giúp nhóm hài này được ghi nhận bằng một nút kim cương từ YouTube. Xét về mặt trận Việt Nam, Pháp TV không chỉ lọt top mà chiếm chạy đứng ở vị trí đầu tiên về lượt theo dõi trên YouTube để đáp lại tình cảm của hội fan. Mới đây nhóm đã có những dòng chia sẻ hết sức tình cảm. Ngày 14 tháng 2 năm 2014 đến ngày 17 tháng 9 năm 2019, 5 năm một chặng đường, với 423 video phát hành, gần 4 tỷ lượt xem và hơn 10 triệu lượt đăng ký, Pháp TV đã may mắn sở hữu nút kim cương đầu tiên của thị trường YouTube Việt Nam. Tài sản quý giá nhất của chúng tôi là cộng đồng khán giả, những người yêu mến nội dung nhóm hài làm ra. Thành tựu này có được nhờ sự đồng hành và cổ vũ của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin hãy mãi gắn bó với chúng tôi trên chặng đường dài phía trước để mang tiếng cười của các bài học ý nghĩa về cuộc sống cho khán giả. Pháp TV là cái tên sinh sao đã muộn so với các nhóm hài đi trước như BB&BG, Yam TV. Tuy nhiên đây là nhóm hài hoạt động bền bỉ và duy trì đến bây giờ. Ngay từ ngày đầu thành lập, hầu hết các thành viên đều còn FA, nên đã cùng nhau nghĩ ra cái tên tròn tròn một tí là FAB Pháp. Có thể hiểu ngầm là Forever Long People hoặc Funny Action Program. Từ con số 4 người ít ỏi gồm Thái Vũ, Ribi Sachi, đạo diễn và một anh tên Tuấn cung cấp thiết bị. Hiện giờ ekip đã gia tăng nhân khẩu lên 60 người và hứa hẹn sẽ sinh sôi thêm theo ngày. Thái Vũ, linh hồn của Pháp TV chia sẻ: "Chúng tôi làm nghề với tâm huyết và sự yêu thích công việc thuần khiết nhất. Cùng trải qua những khó khăn, vất vả, nên chúng tôi càng trân trọng những gì có được ở thời điểm hiện tại." Xuất hiện vào giữa tháng 2 năm 2014, Pháp TV gây sốt với những video hài với nội dung gần gũi và diễn xuất tự nhiên không gò ép.
Sau thời gian hoạt động không chuyên, nhóm quyết định đi đường dài bằng những series mang đậm dấu ấn cá nhân như Cơm Nguội và duy trì đến ngày hôm nay. Cả nhóm đã phải vắt khá nhiều chất xám để nghĩ kịch bản. Mọi người luôn phải làm việc trong cường độ cao nhất. Có những lúc thức đến 3-4 giờ sáng vẫn chưa xong. Nhưng quan trọng là nhờ vào dàn diễn viên, mỗi người một vẻ, một tính cách và một cách biểu hiện cảm xúc không ai giống ai mà đại gia đình Pháp TV giữ vững được màu sắc của mình. Và rồi cái gì đến cũng đến. Thành công đáp trả nỗ lực ghi nhận từ khán giả đáp trả những đêm thức trắng. Pháp TV liên tiếp thu nút bạc, nút vàng và bây giờ là nút kim cương. Năm 2015 đạt nút bạc của YouTube 100.000 sub. Năm 2016 đạt nút vàng của YouTube với 1 triệu sub. Năm 2017 cán mốc 2 triệu sub. Và năm 2019 đạt nút kim cương của YouTube với 10 triệu sub. Dẫu vậy, ít ai biết vô vàn khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần mà Pháp TV từng phải vượt qua để duy trì hoạt động nhóm thời gian đầu. Không ít lần các thành viên phải bỏ tiền túi để nuôi chi phí sản xuất. Đến tận 5 tháng hoạt động, nhóm mới nhận về số tiền lương đầu tiên là 100 đô từ YouTube. Mà nhóm thì đông, ekip thì nhiều người. Tính ra mỗi thành viên nhận 50.000 lấy lệ, còn 1 triệu để dành quay clip, thuê bối cảnh trong một ngày. Có một thời gian nhóm vướng vào lùm xùm với Hot Girl An Vi, một mảnh của Pháp TV. Cô liên tục bị tố vô ơn với nơi từng giúp mình nổi tiếng. Dù sau đó đạo diễn đã lên tiếng đính chính giúp, thì vụ việc này vẫn nghe ầm ĩ khắp nơi trên mạng xã hội. Hiện tại cả khi trào lưu hài online dần hạ nhiệt, thì Pháp TV vẫn giữ vững phong độ và đều đặn ra sản phẩm theo định hướng ban đầu. Nói về nhóm, Thái Vũ công thần khai quốc tự hào. Pháp là một gia đình bự, gia đình thứ hai của Vũ. Trong đó có những anh em sống với nghề rất tâm huyết. Thái Vũ được sống trong sự chia sẻ về cả phương diện cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Diễn viên Huỳnh Phương Pháp TV tiết lộ đang hẹn hò Sĩ Thanh. Mới đây Huỳnh Phương đã đăng tải một đoạn video lên trang Facebook cá nhân nhằm công khai chuyện đang yêu Sĩ Thanh với chú thích. Để ném luôn mà lỡ hứa 10 triệu sub công khai người yêu nên giờ chơi luôn. Cảm ơn em đã đến bên anh. Dù có chuyện gì anh vẫn luôn bên cạnh em, bảo vệ em, yêu em. Trong đoạn video có thể thấy Huỳnh Phương ôm eo Sĩ Thanh rất tình cảm. Còn Sĩ Thanh không ngại khóa môi bạn trai. Trước lời công khai bất ngờ của bạn trai, Sĩ Thanh chia sẻ. Trước đó anh Phương đã chia sẻ rất nhiều trạng thái về việc sẽ công khai người yêu. Tối hôm qua khi Pháp TV đạt 10 triệu được đăng ký thì anh thực hiện lời hứa. Thanh và Phương yêu nhau được hơn 3 tháng, cả hai yêu nhau mới công khai mối quan hệ. Thật sự Thanh rất bất ngờ khi anh Phương công khai mối quan hệ vào sáng nay. Vì dạo gần đây Thanh có lùm xùm nhiều vấn đề. Anh Phương nói là muốn bên cạnh Thanh lúc Thanh gặp vấn đề nên mới công khai, đồng thời giữ lời hứa với fan. Sĩ Thanh hơn bạn trai 6 tuổi. Trước đó, Sĩ Thanh từng có mối tình kéo dài 2 năm với Hạo Đông. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, Sĩ Thanh bất ngờ lên tiếng thừa nhận cả hai đã chia tay được 3 tháng vì những bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Sĩ Thanh chia sẻ, tôi và bạn trai người mẫu Hạo Đông chia tay đã 3 tháng. Tình cảm chúng tôi tan vỡ vì cả hai không thấy được tương lai nếu tiếp tục yêu. Mặc dù không còn mối quan hệ yêu đương nhưng cả hai vẫn là bạn. Sĩ Thanh luôn hỗ trợ Hạo Đông trong công việc với tư cách là bạn thân. Thi thoảng cặp đôi vẫn đi ăn, hỏi thăm và cho nhau những lời khuyên. Huỳnh Phương tên thật là Nguyễn Huỳnh Di Phương, sinh năm 1992. Được quan tâm sau khi tham gia diễn xuất trong hàng loạt clip hài của nhóm Pháp TV cùng với Vinh Râu, An Vi. Huỳnh Phương nổi tiếng từ những clip hài cùng nhóm trên YouTube. Phong cách duyên dáng của Huỳnh Phương nhận được rất nhiều sự yêu thích của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ. Sau khi thành công trên mạng, Huỳnh Phương bắt đầu lấn sân vào showbiz khi tham gia loạt chương trình hài đình đám như Thách Thức Danh Hài, Cười Xuyên Việt, Người Bí Ẩn. Fanpage cá nhân của Huỳnh Phương hiện đang có gần 1 triệu lượt thích. Kênh YouTube chuyên đăng các sản phẩm cũng đã chạm mốc 10 triệu lượt theo dõi. Nếu xét riêng trên mạng xã hội, danh tiếng của Huỳnh Phương còn vượt xa hơn cả người bạn gái Sĩ Thanh của mình. Về đời tư, trước Sĩ Thanh, Huỳnh Phương từng có mối tình đẹp được nhiều người ngưỡng mộ với hot girl mạng Ngọc Ngân được 2 năm. Ngọc Ngân làm việc trong lĩnh vực thời trang và trang sức. Cặp đôi từng xuất hiện cùng nhau trong chương trình Đàn Ông Phải Thế. Nam diễn viên không ngại khóa môi bạn gái đầy tình tứ ngọt ngào trên sân khấu. Được kỳ vọng sẽ có cái kết rất đẹp, nhưng Huỳnh Phương và Ngọc Ngân cũng đã đường ai nấy đi. Huỳnh Phương cũng từng được biết đến vì vụ lùm xùm với danh hài Trường Giang.
khi nam diễn viên tham gia chương trình Nhanh Như Chớp và bị đàn anh lấy chuyện chia tay người yêu ra trêu, thì Huỳnh Phương đã bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt, sau đó tuyên bố không bao giờ trở lại chương trình này nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.